hình rất là nhiều khuôn mặt. À, rất là đẹp. Đi kèm theo bộ đồ chơi này, chúng mình mua thêm bóng nè. Và cách này không có. Tao cầm con vịt bự nữa nè nha. Rất nhiều loại. Bây giờ mình bóc cái này trước đi ha. Bơi tại nhà này. Thì kèm theo cái bể bơi này thì chúng ta có một cái bóng dẫn với lại kia dán sạch cua để lúc mà nếu như bể bơi bị thủng thì chúng ta sẽ dán lại. À, đẹp tiếng Anh nè. Hai cái bơi này là có hai tầng phao các bạn. À. Đây chính là mặt trong của cái phao và đây chính là mặt ngoài của cái phao. Phao rất là to. Đây là đồ bơm của chúng ta nè các bạn. Đó, đồ bơm đây các bạn. Phao gắn miệng vô là nó sẽ bơm liền. Bây giờ mình sẽ bấm nút để bơm nha. Câu cá nha. Bộ này mình đã giới thiệu cho các bạn rồi nè, đúng không các bạn?